Thành cũng vô cái phòng chụp em gái cô bác anh chị, và anh một đồng đang hướng dẫn cho Thành đi vô cái phòng chụp ha. Sau khoảng hơn một tiếng thì sẽ có kết quả, thì lúc đó thì Bùi Hồ sẽ thông tin cùng với cô bác anh chị luôn ha. Gì có thể chia sẻ đây được không? Tại ông xài số tiền quá nhiều. Không phải là mình ở đây là mình trông chờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân giúp đỡ là một phần, vợ chồng mình cố gắng là một phần. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của em Thành, một chàng trai tật nguyền cùng với lại một người vợ xinh đẹp của mình, sống tại gầm cầu. Hôm trước thì Bùi Hồ có quay một cái video về hoàn cảnh của em Thành. Bệnh viện thì khám không ra bệnh, chỉ cho một viên thuốc uống duy nhất là paracetamol. Và ngày hôm đó thì Bùi Hồ lại đưa em Thành xuất viện. Tuy nhiên thì bệnh viện thì lại giờ chiều không có kịp làm. Nên ngày hôm nay Bùi Hồ tranh thủ gấp rút công việc để đưa em quay trở lại bệnh viện để chụp em gai, theo như lời của chị Tiên, để cho em chụp em gai để biết bệnh tình của em như thế nào và vì sao bệnh viện vẫn chưa khám ra bệnh. Thì Bùi Hồ muốn thay mặt cho chị Tiên hỗ trợ cho em chụp hình để coi tầm soát bệnh của em như thế nào, để có phác đồ điều trị cho nó đúng, các bác anh chị. Hoàn cảnh của Thành thì cũng hơn một tháng rồi Bùi Hồ mới quay trở lại, và cũng muốn cập nhật luôn tình hình hiện tại ngay tại nhà ở mới của hai vợ chồng cho cô bác quý anh chị xem. Thì lúc trước thì hai vợ chồng nói là đã hết tiền, lý do là trong vòng một tháng qua là không có đi làm đi bán gì được á, nên là nữ là mình cũng khá là hoang mang đó, hoang mang vì với số tiền 9 triệu đồng, hơn 9 triệu đồng mà em gia đình em đã tiêu xài đó, chưa đầy một tháng thì nó là hết rồi. Và muốn xem cái cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng mà đưa đi khám bệnh nè, thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ để mà đồng hành với Bùi Hồ để mà đi xuống bệnh viện với em Thành ha. Chào con. Ồ đẹp gái ghê á. À, xong chưa? Dạ xong ạ. Dạ hả? Không ngày có đi bán không? Dạ không, chờ con gái. Không đi bán hả? Dạ. Sao á? Tại đại lý cắt vé số rồi, ảnh không có bán, ảnh không có tiền bán. Cắt vé số hả? Sao dạ. Cắt? Tại mấy gái ảnh bệnh. Ồ, anh chào Thành với Nhung nha. Dạ, chào anh. Cắt vé số là tại ảnh bệnh hoài, là xin nghỉ hoài đó, cái đại lý nó cắt luôn rồi, không có cho. Lúc mà Thành bệnh rồi sao em không đi bán thay cho chồng? Có, mà người ta không cho lấy. Rồi sao không cho? Có nghĩa là lúc Thành bệnh kìa. Dạ. Lúc Thành bệnh thì người ta nói là thôi Thành sao chồng bệnh mà không để cho chồng ở nhà giữ chồng chăm sóc chồng đi mà đi bán làm chi. Rồi không đi bán rồi sao sống? Bởi gì? Có nghĩa là lúc mà Thành bệnh thì đã duy trì được cái vé số á, thì em đi bán cho chồng mình ở nhà. Rồi bây giờ hai vợ chồng sống bằng cách nào? Tiền nào sống? Thì em cũng có gì nhà ăn, có gì thì ăn nấy chứ. Giờ em cũng không biết làm sao. Hôm nay hai vợ chồng ăn cơm gì? Dạ thì ăn cơm với kho quẹt, tương kho quẹt. Tương kho quẹt hả? Dạ. Đâu cho anh coi với, Nhung dắt vô cho anh coi với. Cái chỗ chảo mặt này. Bật đèn lên nhau. Cá thì của mấy cô rồi cho. Bên kia? Bên thì kho tương. Tương kho ha. Dạ. Sáng nhà hai vợ chồng ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Rồi không bán rồi mấy cô cho hả? Dạ. Rồi mấy chị đồ sống lại cũng cho đồ ăn. Dạ. Rồi nước mắm nước tương thì sao? Nước mắm nước tương thì cô chú rồi cho. Tại dạ. Em hôm qua em đi lãnh gạo á, rồi cô chú rồi cho. Bây giờ hai vợ chồng không còn đồng nào hết hả? Dạ. Là hổng ngày có tiêu xài gì nhiều không? Không. Hả? Tiêu là chỉ
ảnh bệnh rồi con nhỏ nó bệnh nữa rồi đi chích thuốc đồ nữa là hết luôn. Chích thuốc thì hôm trước hai vợ chồng đâu có tốn tiền đâu, có bảo hiểm khuyết tật mà. Hôm trước thì ảnh chưa, ảnh mới có bảo hiểm đây à. Ừ, chích thuốc ra viện đồ nhiều tiền không? Dạ, thuốc ra viện thì không có nhiều tiền. Ừ. Rồi từ ngày lên nhà đến nay thì Thành đi bán được mấy ngày? Anh bán cũng được hơn 3 ngày vậy rồi cái phát bệnh lên, bệnh đau bụng cái đi nhập viện cái nghỉ hoài chứ không có bán. Nhập viện cái nghỉ. Ừ. Cái chân em là cong là không được hả? Dạ không. Không được thì lên xe em ngồi sao? Dạ em ngồi nghiêng của mình, của một bên. Dạ hả? Dạ. Nhưng mà cái chân là ngay chỗ khớp gối nó co quắp không được hả? Dạ không, co vô cái đùi cũng co không được luôn. Nhưng mà là khi mà em leo lên xe là em ngồi là cái chân em phải ấy chứ? Dạ, phải nghiêng cái mình qua bên rồi mới lết vô. Ừ, đây, đang trước. Đâu ngồi cho anh coi với Thành. Thôi bác sĩ. Được. Đi, dìu chồng ra trước nhanh đi. Đi đó là nó bị đau chỗ nào Thành? Dạ nó thốn lên tới cái xương sống. Mà chập xương sống thì không có gì? Dạ. Mà giờ có mấy bữa mà nó chụp xong cái đi không nổi. Chú ơi, vậy là vừa qua có đi khám bệnh cho em Thành rồi ha, có chụp đường xương sống hả? Chai này chai gì hả Thành? Dạ. Chai này chai gì á? Dạ chai rượu ở dưới ngay chỗ đầu cầu á, đem về đây để dọn cúng thổ địa. Cúng thổ địa hả? Dạ. Mình mua mình cúng hả? Dạ. Như là tắm rửa ổng á. Bước bên đây. Kệ Thành mà thấy gì mà Nhung thở dài dữ vậy? Đâu phải, tại ảnh đau. Đau. Tại đụng ngay cái là cái chân trái hay chân phải co không được? Trái chân này. Giờ chân trái. Chân trái co là lên không được. Ngồi xe là cái chân mình. Ngồi phải để chân dưới đất. Tại ngồi xe này thì để chân dưới cái đất. Đất rồi đạp thắng sao? Đạp thắng thì mình đạp chân này. À còn số? Còn số thì âm nhóm lên rồi em vô số con cái mà em chạy hoài. À, có nghĩa là cái chân bị đau là chân trái đúng không? Dạ. Nhưng mà chân trái đau quá sao đập nổi trời. Cũng hơi gán đúng không? Dạ. Thì thôi vậy đi để biết coi chụp hình để có phương hướng điều trị. Chứ bây giờ như vậy thì đâu có biết đường đâu. Mình ở nhà mình cứ chẩn đoán sơ sơ hoài thì mình đâu có biết đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Rồi bé sao có gỡ được không? Dạ bé giờ không gỡ ai được hết trơn. Ở đây không quen biết. Hôm trước là gỡ cho bà ngoại nào đâu? Dạ bà ngoại. Gỡ cho bà ngoại nào, giờ bà ngoại có hết chuyện nặng nữa rồi thôi. Bà chịu giữ. Rồi bà nghỉ giữ rồi. Giờ đây luôn. Nếu mà bữa đó bà giữ là em đỡ chồng. À, tại vì có anh gửi. Bây giờ như thế này, ở bệnh viện á. Dạ. Thì đừng có chua con. Ở bệnh viện thì con nít vô thì nó ở trong đó bệnh nhân rất là nhiều. Bé là yếu nữa. Phải một là phải tìm cách gỡ, còn hai là em đi một mình. Tại em đi một mình là không có ai hỗ trợ em. Hỗ trợ dìu vô hả? Dạ. Không ai kè ảnh vô. Ồ không có gỡ rồi con em bé rồi em kè rồi ai sẽ giữ em bé? Ờ hỏi bà cô đi chứ em bé gì đang bị sổ mũi nè. Dạ. Rồi em đem vô bệnh viện đang em bé đang yếu á. Dạ. Ở trong bệnh viện thì hơi của bệnh nhân rất là nhiều. Dạ. Để cho Thành ngồi xuống đi. Dạ. Rồi vô đó thí dụ em đang kè Thành rồi em bé nó chạy tới chạy lui cũng khó lòng nữa. Ừ, chỗ bác sĩ người ta mà. Anh điện cho em để em chuẩn bị, hôm nay không gửi con được rồi sao? Tại tao kêu đâu còn đi đổ chết luôn mà. Dạ em theo được hả? Cô không biết. Dạ, không, dạ không, bệnh viện, ở trong bệnh viện em bé không được. Dạ. Hỗ trợ giúp cho Thành cái đi em. Đi mày trong dưới gỡ, cô chú gỡ bác ra dưới, gỡ có trong dưới gỡ cho cha nào nhân. Chịu uống còn đi đổ vớt nữa.
Tại vì khi mà hai vợ chồng đi vô á thì em bé chạy thì ai sẽ là người giữ? Em hiểu không? Gỡ ngoại nó đi. Rồi. Lý do sao hôm trước gỡ ngoại được mà hôm nay gỡ hết được rồi? Em cũng không biết nữa, lý do làm sao em cũng đâu biết đâu. Con cháu mình không có gì đâu. Ngoại là ngoại sao? Vợ ngoại thì cũng bà dì á. Bà dì nuôi nó, nuôi mẹ nó từ nhỏ đến lớn. Rồi mình ruột kẹt. Ruột mẹ nó ra cho mấy chú dễ hiểu. Hình như là không ruột thịt vậy đó. Bé không có được gỡ đi gỡ nhà trẻ gì được sao? Gỡ trẻ ngán tiền quá anh. Ngán tiền thì mình lấy tiền mình hôm trước mình đi bán vé số, vợ mình đi bán vé số mình gỡ trẻ bình thường với đâu thành sao hai vợ chồng sao mà tính sao mà ấy vậy? Em cũng dở cái đó thì em cũng không có biết. Em cũng dở cái đó. Cái này đặt vốn hả? Nói chung là tự thân mình phải vận động. Chị cũng đi con chị này chứ. Chứ mình trông chờ người ta đâu có công việc, người ta còn công việc của người ta, bây giờ mình cứ trông chờ hoài là sao được? Về em cũng không biết. Nên thành nữ là khi mà anh thông báo cho em trước á là em phải lo liệu từ ngày hôm qua. Đây là cái công việc của mình. Thành nữ là hơi lo hôm qua gỡ bé thì hai vợ chồng đi được rồi. Thì bây giờ bé không có, bây giờ nếu như mà vợ em dìu em thì ai sẽ giữ em bé? Rồi em bé chạy lung tung ở trong bệnh viện thì sao? Đúng không? Con mấy ở nhà coi nữa đi. Má hết tiền rồi. Hết rồi. Tại sao bây giờ hai vợ chồng tính sao? Thì giờ bé đi không được thì em để nó nhà giữ bé rồi em đi một mình. Chứ sao đi được? Mà em đi mình được đúng không? Em đi phải có người dìu. Thì anh nói với anh một đồng anh dìu em. Dạ. Hay anh đồng? Dạ. Con vậy đi. Rồi vậy đi ha. Dạ. Rồi lên xe đi. Rồi ai tranh thủ đưa chóng. Đưa hai đi. Hồ sơ bệnh án cũ còn không? Ở trong mấy bệnh viện trên này hồ sơ bệnh án cũ còn không? Có đau không? Em đi gì đau không? Dạ thôi. Cái tó để lên được không ta? Cái tay em dính em lăn lên được không? Lăn gì được ha? Anh cầm cái tó cho anh Thành nè. Anh đỡ cái tối xuống nằm ở dưới luôn anh đọc. Để nằm ngang xuống. Để gì đi ha. Bây giờ sau một hành trình đó thì các anh em cũng đã đến cái bệnh viện để mà cho Thành có thể chụp em gái ngay tại tỉnh Đồng Tháp á cô bác anh chị. Bây giờ đây là cái đường vào bệnh viện ha. Tí xíu nữa đây thì ở trong bệnh viện người ta sẽ không cho quay phim. Và sau khi chụp em gái xong á thì có kết quả thì Bùi Hồ sẽ thông báo đến tất cả cơ quan của anh chị, cũng như là có thể cập nhật tình hình này cho chị Tiên, người mà đã ở Mỹ đã hỗ trợ cho em Thành có được cái nơi ở, và cũng như là em Thành để mà chụp em gái để xem cái bệnh tình của em như thế nào để mà có pháp đồ điều trị nó hợp lý hơn hai cơ quan anh chị. Hả? Dạ. Hôm trước thì bác sĩ chỉ nói là Thành bị bệnh, bị chấn thương cột sống thôi. Dạ. Mà để mà xác định bệnh tình cho nó đúng thì cần phải đi chụp em gai. Và đây là cái phần hỗ trợ của chị Tiên Trần ở Mỹ á cô bác anh chị. Anh Thành nữ là thôi bây giờ đi vô ha. Dạ. Không có vợ đi buồn không? Dạ không. Đúng, tại vì có bé gỡ không được thì mình cũng phải chịu thôi. Đi bây giờ có anh hỗ trợ mà. Dạ. Thôi đây có anh Đồng kìa em nè. Thì Thành cũng vô cái phòng chụp em gai á cô bác anh chị.
và anh một mình đang hướng dẫn cho Thành đi vô cái phòng chụp ha. Sau khoảng hơn một tiếng thì sẽ có kết quả, thì lúc đó thì Bùi Hồ sẽ thông tin cùng với cơ quan chính trị luôn ha. Các anh em cũng đã đưa Thành trở về lại Thanh Bình ở cơ quan chính trị. Sau một cái hành trình hơn 30 km khám và chữa bệnh luôn, thì một buổi chiều cũng đã xong rồi. Tí xíu nữa vô thì Bùi Hồ sẽ thông báo về cái tình hình bác sĩ chẩn đoán cũng như là chụp em gai cho cô bác của anh chị biết ha. Ra thì em cầm cái đó đi. Ngồi đi, hai vợ chồng ngồi đi. Thưa với cô bác quý anh chị, sau một hành trình một buổi chiều thì cũng đã chụp em gai cho Thành xong. Và Bùi Hồ cũng thay mặt chị Tiên, cái phần này thì chị Tiên hỗ trợ cho vợ chồng của em Thành. Thì tổng cái chi phí là chụp em gai, chụp em gai là 2.160.000. Tiền mua tiền phiếu thu á là để mà khám, để cho bác sĩ đọc luôn cái phiếu phim này nè là 85.000. Thì ở đây chỉ thu có 55.000, lý do là có bảo hiểm y tế cô bác anh chị. Vậy thì tổng cộng là 2.160.000 với 55.000 cũng như coi như gần là 2.195.000. Đây là phần chi phí của hộ chị Tiên Trần ở Mỹ hỗ trợ. Còn đây là cái thước phim chụp em gai nè cô bác anh chị. Ở đây thì có cái kết quả bệnh án ở đây. Thì khá là bất ngờ là khi mà chụp rồi á, bác sĩ nói là, bác sĩ mà đọc thước phim nói Thành không có bị gì á, chỉ có bị một cái vấn đề duy nhất, đó là thoái hóa cột sống thôi đó. Còn vấn đề mà chấn thương về cột sống hay là dây thần kinh gì không có. Thì bác sĩ chỉ khuyên là Thành là đi bệnh viện phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu là xong, không có cho thuốc uống luôn. Nếu như đi liền cứ là thường xuyên tập là bình thường. Nhưng mà không biết là bị lâu quá hay là như thế nào á, mà Thành có tỏ vẻ khá là đau. Rồi sao? Cái bây giờ cảm thấy trong người sao rồi? Dạ thì nó mỗi hai cái khớp háng đồ gối. Ừ. Thì lấy tối thì ngủ thì nó nhức cái xương sống gân. Ừ. Nghiêng qua nghiêng lại thì nó khó khăn còn hơn chiến trước nữa. Anh hỏi thiệt em cái này là em khai thiệt giùm anh nè. Dạ. Hổng gài có nhậu rượu không? Nói thật anh đi. Dạ không, hổng gài em không có nhậu rượu. Không, hồi đó giờ là anh không có nhậu rượu luôn, bạn bè là không có nhậu luôn. Chỉ có uống rượu lúc dọn nhà vô thôi đúng không? Dạ. Lúc đó uống xỉn luôn đúng không? Dạ, uống ít. Uống cũng ít thôi. Có bạn bè ảnh thì uống xỉn thôi, còn ảnh thì em khuyên ảnh nói giờ bệnh hoạn thì uống ít lại thôi. Bây giờ thì trước mắt nó hỗ trợ em chụp em gai như vậy. Dạ. Và anh thay mặt cho chị Tiên để mà hỗ trợ em về chẩn đoán bệnh tình của em như vậy. Dạ. Bác sĩ thông báo là không có gì. Ở đây có anh Mộc Đồng anh biết nè. Thì thuốc bác sĩ cũng không cho uống luôn. Bác sĩ nói là mình đi tập vật lý trị liệu cố gắng trong một thời gian dài. Dạ. Là ổn định. Còn về cái vấn đề phương hướng như thế nào á, thì thời gian sắp tới. Dạ. Anh sẽ cùng trao đổi với lại chị Tiên. Dạ. Để mà biết hỗ trợ gia đình em. Nhưng mà anh có một cái lời, nắng quá luôn, đang che bớt cho hai vợ chồng ngồi đi. Bây giờ anh có một cái lời khuyên như thế này. Dạ. Khi được mạnh thường quân giúp đỡ, bản thân của mình cũng phải cố gắng, em hiểu không? Dạ. Chứ không phải là mình ở đây là mình trông chờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Mạnh thường quân giúp đỡ là một phần, vợ chồng mình cố gắng là một phần. Vợ chồng mình cố gắng là 90%, mạnh thường quân giúp đỡ 10% cho giúp lúc mình có cái cần câu để mình câu được con cá ăn thôi. Chứ mạnh thường quân không thể nào đem cá nè, bữa nay là bữa nay ăn cơm gì kiếm cá cho ăn, không có vậy nha. Nên là nữ vợ chồng mình còn rất là trẻ. Yeah. Và anh có một lời khuyên là vợ chồng em chắc có coi thước phim về chị Dứa mẹ của Tú á. Yeah. Đèo con mình phải ở trên một cái chiếc xe ba gác đi bán vé số. Thì lúc mà Thành bệnh á thì em nên đi bán vé số được không, bán được không?
Được, em bán thì được rồi đó, nhưng mà tại nhỏ nó đòi đi theo thì không có nắng quá, không có cho đi theo. Đi theo thì kiếm cái xe gì đó che lại, chị Tiên nó níu như mấy rồi kiếm xe gì đó che lại. Che lại rồi đẩy đi, được không? Có chiếc xe gì đó. Tại có chiếc xe đập điện ảnh kìa, thì mà nắng quá thì ảnh không có cho đi bán. Không đi bán rồi tiền đâu xài. Bởi vì ảnh không có cho đi. Có một cái hoàn cảnh ngay tại bến đò, anh với anh Đồng đi qua, ảnh đứa bé neo đứa bé trên cái đai nè. Là bán với số ngày hơn 100 tờ, tự bán luôn, chồng bỏ tự mua sinh luôn. Rồi bây giờ sao không đi bán rồi mình làm gì? Nói ơi, nói anh nghe ơi. Giờ ở nhà làm gì, em cũng có làm gì đâu. Rồi không làm gì rồi tiền đâu sống. Anh cầm nha. Hả? Không làm gì tiền đâu sống, xếp vô đi, vô đây được khóa nóng à. Nóng quá cô bán của anh chị à. Nóng quá. Nhưng kè thành vô trong cái gạt đó đi. Ngồi đi. Lấy cái ghế kia, chồng ghế cao. Rồi hai ngồi dưới này được không? Dạ. Ngồi dưới này được không? Dạ không. Không, ngồi trên cái ghế cao thì được. Ừ, rồi em ngồi đây đi. Đi tới đi lùi lần sau quá. Mấy ngày nay đi tới đi lui chạy đến hết Cà Mau rồi tới Sài Gòn, bây giờ chạy về Đồng Tháp đi, cô bác anh chị nói là đi như chim á. Thật ra cũng cố gắng cho nó hoàn thành, tại công việc nó gian dở thành thử là chưa có đâu vào đâu hết á. Rồi bây giờ hai vợ chồng ý gì sao, nói nghe ơi. Có tâm tư, tâm sự gì không, cứ nói hết đi. Anh giải quyết chưa? Tại không có, bây giờ thì em tính một chuyến là không phải đi xuống đó rồi. Đi xuống đâu? Xuống phục hồi chức năng. Ừ. Em tại quyết định là phải mai hay là bữa thứ hai là đi. Ừ. Còn cái việc ấy thì em tạm ngưng lại thì... Việc gì? Em tính gỡ con bé mà đi trong ngày đó rồi em xuống dưới cho vợ em cái giấy tờ đàng hoàng em nhập viện rồi á thì em cho nó về. Ừ. Và với vợ con, với con của em. Ừ. Còn nếu cái bản thân đó giờ em cũng tin cho em một cái số vốn lấy kiếm chỗ em lấy cái số lại. Là sao nó nói anh nghe lại, nói nhỏ quá anh không nghe được. Tại vì em tính là em đã sử dụng mấy cái số tiền đó em sử dụng, hai chồng em sử dụng mua đồ đạc này kia em đã hết rồi. Mua gì? Dạ em mua giá giỏng, với nệm, cây quạt, với đồ đó không để. Hôm trước nệm quạt, nệm là anh mua rồi mà. Nệm là anh xuất tiền của cô chị Tiên mua mà. Dạ, rồi với... Nệm với quạt á. Dạ, rồi với mua cái giá giỏng, với thằng đài thổ địa đó. Đồ đỡ đó. Là hết nhiêu rồi, giá giỏng như thằng tài đó địa hết nhiêu rồi. Em nhớ là cái giỏng này hình như là cái giá hình như là 300 mấy. Cái giỏng là cái giỏng thì cũng... Cái giỏng như cái giá luôn cho 400.000 á. Hôm dạ. Qua mình mua cho Hương đúng không? Không tới đúng không? Rồi tiếp tục. Rồi với... Nói chung là vợ chồng xài tiền cho nó đúng thôi. Anh ở đây anh không có phân tích tiền dạ. Của em xài để mà phân trần dạ. Còn em cứ thổ thẻ cái tâm tư đi dạ. Rồi sao? Rồi em lỡ thì em lại xài hết số vốn đó rồi. Em tính em sai rồi, giờ mấy anh có giúp đỡ em lấy một cái số vốn khác để cho vợ em đi bán. Rồi người ta không cho lấy giấy số rồi sao? Dạ em kiếm chỗ, như là em kiếm chỗ gần ở xóm đây nè kêu lấy rồi ai bán? Dạ nhờ vợ em đi bán chứ giờ em bệnh gì rồi đâu có đi được. Muốn lấy nhiêu tờ? Dạ chừng 50 tờ 100 tờ thôi chứ không có nhiều để cho vợ em đi bán. Rồi Nhung tính khi nào đi bán? Thì em tính đợi anh khỏe khỏe rồi em mới đi bán. À vậy là đợi anh khỏe khỏe đưa anh xuống bệnh viện đúng không? Dạ. Rồi em mới đi đúng không? Rồi vậy là ngày mai em xuống bệnh viện, bằng em là có bệnh, có cái giấy của khuyết tật dạ. Thành nữ là ăn uống đồ không có tốn tiền dạ.
đúng không? Vợ chồng ăn uống là xin em khám bệnh không tốn tiền. Dạ. Mà Nhung thì lại không có tốn tiền về cái việc mà ăn uống, lý do là xin cơm từ thiện. Dạ. Nên là nữa là không có tốn tiền, đúng không? Khi nào đi? Dạ chắc mai hay là thứ hai em đi. Ừ. Trong hai ngày đó. Ừ. Đây. Em tự đi, chắc em chạy xe này xuống dưới, chạy xe Honda đi chứ. Lúc trước hai vợ chồng đi bằng gì? Dạ em đi nhờ ông anh, ông đưa xuống. Mà giờ ông kẹt công chuyện tùm lum sửa xe rồi đâu có đưa đi. Thì kêu sáng đi sớm, chứ em nói em chạy xe đường xa không được mà. Dạ thì xe này em gán mà chạy từ từ chứ, mà đau tới đâu em nghĩ tới đó rồi em chạy nữa. Anh hỏi thiệt nè. Dạ. Cái này anh tâm sự thật nè. Dạ. Hai vợ chồng ở đây sống như thế nào mà hôm trước gửi con được, hôm nay gửi con không được? À, hôm trước nhờ ông anh được, hôm nay nhờ ông anh là không chịu đi. Có hổng gà có mít lòng gì hàng xóm gì không? Dạ không. À, anh một đồng có cảm nhận vậy không? À, rồi sao hai vợ chồng có tâm tư gì cứ thứ hố lộ với anh để mọi người biết? Hôm trước thì tại sao còn 9 triệu đó mà không chịu trích ra tiền để mà đi bán vé số, thì xài lậm vô cái chuyện gì rồi nó hết trơn tiền đi? Em cũng không có nhớ. Cái này là anh hỏi thật luôn á. Dạ. Tại vì tiền là của Quý Mạnh Thường Quân, không phải là tiền của anh. Dạ. À, thì mà nhưng mà anh phải có em... để biết, để có hỗ trợ cho em thì anh Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ ta cũng vui lòng, chứ bây giờ hết trơn tiền thì bây giờ lại vốn đi một lần nữa thì sao? Cái này em được, em khó nói. Thì em cứ nói bình thường, có gì đâu mà khó. Cứ nói bình thường đi. Em cứ nói thì người ta mới hỗ Quý Mạnh Thường Quân mới hỗ trợ em được. Chứ bây giờ em có chuyện em giấu rồi tiền bạc đi đâu mất tiêu không biết rồi cô chú anh chị cũng làm ra tiền cũng khó chứ. Sao có gì cứ thổ lộ thật với anh đi. Lúc ban đầu thì cuộc sống mình nói thật. Dạ. Thì bây giờ thì mình cứ thật mình nói, mình suy xài nó vào cái khoản nào nó đúng thời điểm này nọ thì cô chú Mạnh Thường Quân. Em mà không nói được là không ai giúp em đâu, anh bảo đảm luôn á. Và anh sẽ quay lưng với em luôn. Thì sao? Vậy em nghỉ bán vé số rồi em ở nhà. Rồi em đâu có đi bán được, rồi em mới dùng số tiền đó ăn xài này kia, rồi mua tả vọng này cho con cái sữa. Rồi bệnh hoạn cái ông đầu cấp đó em chưa có bảo hiểm phí tật, chưa đem về đó. Rồi em mới đi nhập viện bất tử quá. Hôm trước em nói với Đạt á là đi bệnh viện cũng không có tốn tiền nữa. Dạ, cái vụ cái đau bụng á là cái chuyến đó là em tự nguyện em đi, là em đâu có bảo hiểm trong mình. Lúc đó tốn bao nhiêu? Em cũng nhớ mới ban đầu thì đóng ít xịu à, rồi từ từ rồi xuất viện đóng nó cũng cỡ triệu ngoài vậy đó. Có giấy xuất viện không? Giấy xuất viện thì em không có giữ. Rồi không có giấy xuất viện, giấy viện phí rồi tiền thu phí đồ phải gửi lại cho em như cái hôm nay chụp hình nè. Thì phải có tiền hết chứ. Sao mà ấy? Nhung. Sao? Có khuất mắt đúng không? Nói thiệt đi, có chuyện gì giấu anh đúng không? Thì em đâu có chuyện gì đâu, thì hai chồng tại này anh cũng nói gì, vợ em cũng biết nói gì vậy. À, có chuyện gì nói ra được không? Anh hỏi một lần nữa, có chuyện gì có thể nói ra cho anh nghe được không?
có chuyện gì có thể chia sẻ đây được không? Tại ông xài số tiền quá nhiều. Cái đó nó không có, nó không có là cái câu chuyện. Tại vì hai vợ chồng em là đa số là được người ta giúp đỡ, người ta cho trong vừa rồi, trong một tháng 7 vừa rồi là rất là nhiều nhà hảo tâm, họ phát tâm, họ cho gạo, muối, đường, bột ngọt, nước mắm nhiều lắm. Và anh biết được cái chuyện đó, đúng không? Tại vì em về đây nè, rồi em đóng tiền nước, tiền điện, rồi em vô wifi. Wifi là mà vô 3 tháng thì 1,5 triệu. Đó, rồi tiền nước, tiền điện này kia thì sao mà nó lên tới 300 mấy, em cũng đâu có biết được. Thôi thì cái chuyện anh Đồng theo anh cảm nhận như thế nào? Này anh cũng không biết sao luôn. Nói chung ra thì trước giờ anh cũng biết hai vợ chồng có cái cuộc sống ở gầm cầu. Dạ. Thì được cô chú Mạnh Thường Quân thương yêu vợ chồng mình, thì có hỗ trợ giúp đỡ, thì cái gì khó khăn và cái gì vướng mắc thì cứ nói lên tất cả, thì cô chú Mạnh Thường Quân có thể thương mình, có thể hỗ trợ tiếp cho mình để có cái cuộc sống nó tốt hơn. Chứ đâu có cái gì mình là cái con người thật mà có cái gì phải mờ ấp hoài. Vụ này thì nó hơi khó. Em biết Út Nhất không? Dạ. Quay trên kênh của anh. Lúc đang cất nhà một ngày nghỉ, hở thứ bảy chủ nhật nghỉ, Út Nhất bay đi nhổ hành hoặc làm cỏ liền. Đó, thì khi mà tiền của Mạnh Thường Quân gửi thậm chí là rất là nhiều, và anh thấy Út Nhất đầy đủ, và sau này Mạnh Thường Quân vẫn gửi vì người ta cảm nhận được cái tấm lòng của Út Nhất và cái sự lao động của Út Nhất. Thành thử là anh muốn em chia sẻ để tụi anh có thể hiểu thêm về cái cuộc sống của em. Trong thời gian hơn một tháng qua, sau khi được sự giúp đỡ thì Mạnh Thường Quân vẫn, có nghĩa là bệnh hoạn thì như thế nào em, tại em còn bệnh em không giống Út Nhất như thế nào anh không biết. Tuy nhiên á, là Mạnh Thường Quân cũng như là anh chưa thấy được cái sự cố gắng nỗ lực của hai vợ chồng. Chẳng hạn như là ví dụ em bệnh đó, một hai ngày về hoặc là khám bệnh không có về thì vợ mình phải bán để mà trang trải cuộc sống, ít ra là cho bản thân mình để mình không còn sự trông chờ nữa. Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình lúc mình khó khăn ngặt nghèo nhất, chứ tuổi mình còn rất là trẻ, không ai sẽ giúp mình cả đời đâu. Đó, thì anh chỉ biết khuyên em như vậy, chứ không, anh không đến đây anh không có giày dò em, hay là anh nói tại sao em phải lại xài nhiều tiền như vậy. Mà anh muốn biết rằng là Mạnh Thường Quân hỏi anh như vậy thì anh phải hỏi em, để tại vì em là người trực tiếp cầm cái số tiền đó và sử dụng. Nên Mạnh Thường Quân có một cái hướng nào giúp đỡ để người ta sẽ có một cái chiều hướng nào đó để cho hai vợ chồng em tốt hơn, đúng không? Và em cũng đọc bình luận em thấy mà. Em đọc bình luận em thấy như nãy em thuật với em sao, em thấy sao? Ta bình luận như thế nào? Dạ em có đọc, nghe nói. Người ta nói là hai vợ chồng lười biếng đúng không? Dạ. Đúng không? Thì khi đọc được cái bình luận đó em thấy như thế nào? Cũng buồn chứ đúng không? Dạ. Ừ. Ngày hôm nay sẽ làm cho Mạnh Thường Quân thất vọng nữa nè. Bảo đảm với em luôn. Thất vọng vì có những cái chuyện gì em không nói ra cho tụi anh biết. Thứ hai là bệnh hoạn thì mình phải cố gắng mình trị cho nó đúng, cố gắng tập vật lý trị liệu rồi gì vô. Hôm nay bệnh thì nó không phát hiện ra bệnh gì nữa, nên thành nữ là ở đây hay ở Sài Gòn công nghệ nó vẫn giống nhau thôi. Nếu như phát hiện bệnh á, thì mình sẽ đem đi, ví dụ bác sĩ ở đây khuyên đi Sài Gòn để trị tốt hơn thì anh sẽ hỗ trợ, còn bác sĩ nó chỉ đi tập vật lý trị liệu thôi, làm tự hết đó. Thì đây là thước phim anh chia sẻ về em, về vợ chồng em vào thời điểm này. Và vì em chưa chia sẻ được cái khó khăn, cái khuất mắt của em vì sao như vậy, nên anh sẽ, và em với lại Nhung còn đi bệnh viện nữa. Nên anh nữ là hai vợ chồng cố gắng đồng bọc với nhau đi bệnh viện, rồi vài ba ngày nữa xong công việc anh sẽ ghé thăm và coi sự tiến triển của hai vợ chồng như thế nào ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ và anh Một Đồng cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Tiên Trần đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện trong video clip ngày hôm nay, cũng như là khám bệnh để tầm soát về bệnh của Thành, để mà cô bác quý anh chị có thể hiểu rõ hơn về các căn bệnh để có hướng điều trị tích cực.
Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi hai vợ chồng cố gắng nghỉ ngơi ha. Nào đi thì đi xuống dưới thì có đường đi cho anh hay. Dạ. Mai mốt anh phải còn đi Cà Mau nữa rồi. Dạ.